Khỏi cần đi, để vậy cho bảo vệ. Rồi, ok chưa? Anh em, hôm nay là một thanh niên cùng với quê ngoại mình là ở Phan Thiết, nên quốc viên con giá 9 cực kỳ can luôn. Điều đầu tiên thì mình nói con giá 9 trước ha. Thì con giá 9 là 900 mấy phân khối lận, gần 1000 phân khối. Thì nó rất là mạnh. Mà con giá 9 mình bán cực kỳ đẹp, quay cho anh em coi. Đó, mọi thứ đồ chơi, từng thứ chừng chi tiết, mọi đồ chơi đều là rất là xịn sò. Đó, anh em thấy chưa? Tay côn, tay thắng, từ cái chụp con ốc vẫn là đẹp, rồi kính gù, rồi từng cái bảo vệ, gọi là cái bảo vệ carbon, bình xăng đó, bảo phía dưới, bảo vệ phía dưới luôn, không phải phía dưới của thằng em này nha, nó phải bảo vệ phía dưới bình xăng đó, chống đổ mọi thứ, bảo vệ chống lốc máy, rồi cổ titan full bộ cổ dinh vẫn còn, rất là nhiều, rất là can. Anh em nhìn đi, quay cho anh em xem coi cho chính can. Rồi cái điều thứ hai á là chủ xe đã mua xe một phát lên luôn phân khối lớn luôn, một phát lên 950 mấy phân khối luôn. Thì cảm giác là lúc đầu mình đã cho ảnh làm quen rồi, tập hồi sáng rồi là làm quen với lại những con 150 đó, thì ảnh ok rồi. Thì bây giờ tiếp theo là làm quen với lại 9 con xe mà ảnh mua. Thì vì cái sự an toàn của cái người mua xe của mình, cho nên mình không cho anh lấy xe, phải tập vài ba bữa mới cho lấy xe, tại vì đùng một phát lên vậy lỡ xử lý tình huống không có được đó. Thì rất là ok, lại mình cưng chiếc xe này nữa, xe này rất là mới ken. Hầu như là để tìm mỗi con xe mới này rất là khó, hầu như là không có luôn á anh em. Và những người ta bán, người ta chỉ những xe mới về người ta bán cho bạn bè, người thân người ta, ít khi nào mà người ta để lại cho mình lắm. Chẳng qua là chủ xe này quý mình người ta mới muốn để lại cho mình. Rồi bây giờ khi mà em lần đầu tiên em ngồi trên con xe này, em cảm giác sao? Được, thoải mái, đã chắc á. Chở gái ok. Rồi thì bây giờ là cái điều đầu tiên là mình phải làm quen cảm giác xe trước. Em dắt xe đi, em dắt lên dắt xuống rồi cho nó quen với xe. Cái đã chạy tập rồi nha, tập một buổi là chạy những chiếc 150 rồi. Rồi mình làm quen với côn đó, tay lái, côn, bóp. Rồi hướng dẫn đi, bắt cũng xếp hướng dẫn hoài vậy. Sáng nay anh chơi như nào thì con này tương tự như thế đó. Tập đàng hoàng như người ta. Thì cái con 150 con này nó mạnh đó, 900 mà chia cho 150 là mạnh gấp mấy lần? 8. Ừ đó, thì gấp 8 lần. Thì liệu cái rồi bây giờ thì mình sẽ đề máy cho nó quen tí động cơ. Bật công tắc khẩn cấp kìa. Rồi. Đã chưa? Rồi. Vô số 1, thả con chạy từ từ cho nó quen xe đi. Vô luôn anh, làm liền luôn không? Cái chân để đi. Đó, rồi. Vô số 1, thả nhẹ nhẹ thôi nha. Rồi, chạy vài vòng đi. Rồi, thả cho nó quen cái xe. Rồi. Ê, bốc đầu. Rà con nhẹ đi, mới tập chạy mà phải chịu rồi đó. Tại vì trước á là anh đã tập cho con 150 rồi, thì tập rành rồi, thì bây giờ là lên luôn giá 9 á anh em. Mình mới thi bằng lái A2 về nha. Mình thi đậu rồi nha. Gì thì rớt. Thì con này nó thi bằng lái A2 thì nó đã đậu rồi, còn thằng em nữa nó bị rớt. Nó rớt lý thuyết. Bây giờ tập đá số, móc số cho nó quen chân đi, móc số rồi vô, hiểu không? Mình chạy số 1 rồi, mình móc lên số 2. Đã không? Đã. Đã, đương nhiên rồi, bốn mấy phải đã chứ. Con này nó có hiển thị số đây, thấy không? Dạ. Những con này nó có hiển thị số, có những con nó không có hiển thị số, giống như là Z8 là không có nè. Đó, thì đây là em đang về số M rồi nè. Em thả ra nó có bung không anh? Không, số M là nó không bị. Chữ N là nó sẽ không bị nè. Hiểu không? N không bị, chừng nào em đạp nó số 1 mới bung. Thì bây giờ tiếp theo là em chạy số 1 rồi, bây giờ em tập chạy số 2, số 3 cho nó quen. Nó quen số. Tiếp đi. Rồi. Mới á, mới tập chạy anh em không thể. Rồi được.
mới tập chạy anh em không thể nào mà hướng dẫn cho người chạy xe á là tập búng con được, ra con dứt khoát được. Mới tập chạy thế nào cũng phải bị ra con đó, mà kệ đi, mới tập chạy mà. Thì Z9 thì so với Z9 thì đã rất là đơn giản rồi, nhưng mà với những dòng sport ví dụ như H2 rồi SP1 rồi ZX10R thì nó sẽ khó. ZX10R dễ hơn nha, ZX10R ra đầm hơn chút xíu. R1 chẳng hạn là rất là khó, còn so với những dòng Kawa Z9, Z8 thì nó dễ. So với Z9 là dễ nhất, bởi vì Z9 nó nhẹ. Ôi. Vô số 2, số 3 rồi chạy đi, tiếp tiếp. Có vẻ anh chạy hơi bị rà con. Chút chỉ lại, hơi bị rà con. Em đang bị rà con á. Rà con có nghĩa là em không có cắt hết con mà em đá số. Hiểu không? Này là đang số 3 nè. Em phải cắt hết như gì? Đó, để anh leo lên anh chạy cho em coi. Xuống rồi, xuống rồi. Ví dụ sẽ gì nè. Khi em đang ở số đây là số 1 đúng không? Em muốn lên số 2. Em muốn lên số 2 nè, đang chạy đúng không? Đang chạy nè. Em muốn lên số 2 là em phải bấm hết con luôn. Rồi xem em đá lên móc lên số 2, hiểu không? Nè, coi nè. Bóp nè. Móc nè. Thấy không? Có nghĩa là em khi mà em muốn lên số, ví dụ số 1 hay số 2 thì em phải cắt hết con vô rồi em mới đá số. Rồi xong em đá xong em bỏ ra. Em bị rà nữa, hiểu không? Em bị rà. Nói chung là cái tập thì anh cho em rà, nhưng mà khi mà em chạy rồi thì em phải dứt khoát. Vô là vô, ra là ra, hiểu chưa? Khi mà em bóp xong em thả luôn anh. Từ từ thôi, thả từ từ, đừng có thả liền. Em không có quen ga, hiểu không? Phải thả từ từ. Nói chung cái đó mình phải tập từ từ, hiểu không? Nói chung là đá số thì cứ vô số là bóp khác vô, còn ra thì bây giờ ra từ từ đi, ra liền là nó khó chịu lắm, hiểu không? Ok chưa? Okay. Chạy lại coi thử nó có rà không nha. Rồi. Đừng có thả liền nha, bóc đầu á. Cái này chỉ cho xem mình thôi. Nghe nó chưa, đừng thả liền, bóc đầu rồi tiếp đi. Lên luôn á. Lên luôn luôn. Có nghĩa khi em móc số hay em đạp số xuống á thì em phải cắt hết con. Bóp sát vô. Ok chưa? Từ từ ra thôi. Rồi, khi mà ra từ từ thôi. Sau này em chạy rành đó rồi em ra luôn, gọi là búng con đó, đó. Hiểu chưa? Chưa? Bóc đầu, rồi ok. Đá nó lên, đề máy lên. Đó. Thả hết con ra. Đúng rồi, kéo. Đúng rồi. Bóp con lại, móc lên số 2 đi. Bóp lại, móc lên số 2. Đỡ. Nhưng vẫn còn quýu. Nói chung là anh em biết chạy con tay là anh em có thể chạy được. Đó, biết chạy con tay có thể chạy được. Nhưng mà chỉ anh em một cách là có thể kìm nó. Chứ mà đùng một phát á, người ta là từ ẹt đi ta lên phân khối lớn luôn. Còn ảnh là từ tay ga lên phân khối lớn anh em ạ. Từ tay ga lên phân khối lớn nó khác với là từ 150 lên phân khối lớn, cho nên cái kinh nghiệm chạy anh chưa có. Ok đúng không? Cái máy đỡ kêu hơn. Vô ra dứt khoát xíu. Vô ra là phải dứt khoát. Ừ. Em cứ tưởng là em phải bóp xong rồi em lại từ từ. Cái đó là mới. Em kết hợp với cái nàng này luôn nên thằng chi nó bị rè đúng không? Đúng rồi, nó bị rè đúng rồi. Cái đó là mới tập chạy. Nè, ví dụ em mới á thì em không cần cái xe này á, nó mạnh. Số 1 em đâu có cần là em đâu có cần nạt ga. Số 1 là em thả là tự động xe trôi rồi. Hiểu không? Yeah. Số 1 là xe tự động nó trôi rồi thì mình tập thì mình cứ để cho nó trôi làm quen xe trước. Hiểu không? Em mà để vậy nè là nó hư nồi hết. Em mà để vậy nạt là hư hết. Hư xe của mình, hiểu không? Bây giờ cái cơ bản mà em nhớ có nghĩa là vô số thì bóp chặt, không được dặn ga. Không được dặn ga.
chừng nào em nẹt bô, ví dụ em phấn khích, bạn bè em nó rủ em, ê với chín đua mày à, thì mình bóp con mình nẹt ỉn ỉn, hiểu không? Đã cắt là cắt hết con rồi mới nẹt, nẹt ỉn ỉn, hiểu không? Rồi khi ra bình thường thì mình chạy bình thường, để nửa này mà nẹt nẹt là nó hư xe, nó banh cái lốc nồi á. Rồi chưa? Rồi, chắc là phải làm quen hơn nữa, rồi chạy dài chục con đường hơn nữa là... Ừ, đúng rồi, té đổ vết ngàn là xong. Đổi được vết ngàn, đúng không? Bạn thân. Ừ. Rồi đó, thì bây giờ đó, làm quen cắt vô ra, cắt ra, hiểu không? Dạ. Còn muốn nẹt bô là bóp lại. Dạ. Nẹt ỉn, hiểu chưa? Thử đi, giờ thử nẹt bô. Muốn nẹt thì bóp lại nẹt, bóp hết vô vậy nè nẹt. Hiểu không? Đang chạy rồi bóp hết vô nè, ỉn rồi thả nhẹ nhẹ ra chạy lại. Đó, anh thử thả đi. Nhẹ thì lại đừng cái tăng này. Ừ, không mà mình không có đủ ga thì mình tăng xíu thôi cũng được. Hiểu không? Đừng mà nói chung là mới tập rồi đừng có tăng ga. Hiểu không? Mới tập là vô số thôi. Cho nó trôi thôi. Rồi tiếp. Tiếp. Trả lại số mo. Số 2 rồi số mo đó. Rồi đề máy. Đề máy là phải đề một xíu cho nhớt nó bơm lên rồi mới chạy nha. Rồi. Bóp con. Còn cái này là cái gì vậy? Cái nào? Cái này là gì? Cái này là báo dòng tua á. Ví dụ em kéo tới cái số 10 này là bắt buộc em phải đá số. Hiểu không? Không đá số nó sẽ đờn tưng giống như xe con bình thường á. Hiểu không? Vậy đó. Đúng là chạy xe tay ga lâu ngày không có hiểu gì hết. Thì kệ tập đi, mình không biết mới tập. Biết thì mới tìm tới mình chứ không biết thì tìm mình chi, đúng không? Rồi tiếp vô chơi. Nhớ tập, bây giờ tập cái nẹt bô đi, hiểu không? Đâu quá, chưa vậy đó này. Có nghĩa em đang chạy mà em muốn nẹt bô thì em bóp hết con là em nẹt. Hiểu chưa? Rồi chạy đi. Ra vô dứt khoát ra, bây giờ dứt khoát lên nè. Thấy không? Em thả tự trôi thấy không? Bóp con nẹt bô rồi. Bắt đầu á. Anh chưa nẹt. Đụng anh sợ nẹt bậy bạ. Nó ra công an. Nó thồn. Chứ nó công an này kêu có giá dắt, thay công an giá dắt. Lát thấy rồi hai chiếc bồ câu hộ tống anh rồi. Ủa sao im rồi? Còn rà con nữa. Đồ ghê. Ghê. Sao nẹt bô ha, ok đúng không? Muốn nẹt là bóp hết con vô nẹt. Rồi xong. Quay tài về N, dừng xe là tài về N. Dừng xe là trả về N. Dừng đèn đỏ là trả về số 1. Dừng đèn đỏ xe rồi dừng xe với lại N. Ừ. Dừng đèn đỏ là ví dụ em đang chạy số 4 đúng không? Ừ. Hay số 5 đi. Ừ. Thì dừng đèn đỏ em phải chạy về trả về số lớn, số 1, số 2 để cho nó có chớn nó chạy tiếp. Ừ. Rồi, vậy là hiểu rồi đó. Lúc nói chung là khi mình dừng đèn đỏ bắt buộc mình phải trả về số 1 hay số 2. Ừ. Để mình đề ba cho mạnh hơn. Ừ. Hiểu không? Mà đề ba vừa thôi, đề ba quá thì nó sẽ dở đầu. Ok, vậy là hiểu rồi. Nó cũng đơn giản tại vì chẳng quan với chính này nó dễ chạy hơn thôi, những dòng sport thì nó khó. Đây là một trường hợp từ tay ga lên phân khối lớn. Tốn hết một ngày trời đó anh em. Rồi lúc trước là nãy là chạy chiếc 150 rồi. Đó, giờ lên X9. Thì chạy vài vòng đi em, chạy vài vòng giáo quên. Ok. Rồi chừng nào em rảnh nữa? Ngày nào em cũng bận đó, nhưng mà ngày nào cũng rảnh. Cái thời gian chủ động được đó. Bây giờ vậy đi. Anh giao giao em này cho Thi. Thi ngồi phía sau á. Đi trong đây thôi, đi ra kia công an. Hiểu không? Thi ngồi phía sau, Thi kèm nha. Nha. Đi trong vòng vòng đây nè, đi ra ngồi kia công an. Chạy vòng vòng cho chạy vòng vòng cho quen đi. Chạy vòng vòng trong đây cho quen. Rồi đó, rồi xong rồi bữa sau rồi tập cái nữa rồi cho lấy xe về luôn. Về luôn ok cho nó an toàn. Đó, rồi giao Thi á anh về. Về làm việc. Rồi bye bye nha. Bảo toàn tính mạng. Cái gì? Không sao, em nhảy xe được mà. Nói chứ tập chắc rồi mấy ông, giỡn thôi chứ tập sớm giờ tập xe 150 chắc rồi đó. Tập là cực kỳ chắc luôn. Bây giờ tự tin là đưa con xe hiện tại không một vết chày luôn đó. Ghê không? Tương lai có thì không?
Ghê, còn tương lai có hay không thì không biết ha. Giờ hiện tại là không một ít chày. Tiền mình giữ đây nè anh em nè, đâu có sợ. Đó. Trời ơi, cho tập xe giữ tiền đây chứ. Thiệt mà, đây giữ tiền xe nè. Đó. Muốn chạy thử là xuống tiền. Xuống tiền là anh xuống tiền là chạy rồi đó. Rồi ok, rồi thôi về anh em ở lại tập tiếp. Ra làm clip cho anh em vui 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 nhộn thôi. Lát nữa là lát nữa nó không, lát nữa anh em nhìn là anh em không biết nó là vít 9 hay vít 8 nữa đâu. Giỡn thôi chứ phải bình tĩnh tập nha. Cứ thoải mái vô, người thả lỏng ra. Hai tay thả lỏng bóp móc, hiểu không? Yeah. Bóp móc chứ bóp móc gì nha chứ phải móc gì. Hiểu không? Bóp móc. Vô ra nhiệt tình. Rồi ok. Vậy đi. Rồi. Tắt máy ra hộ tống. Rồi xong.